tuổi Ngọ sinh các năm 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Người tuổi Ngọ đầy năng lượng, thẳng thắn và nồng nhiệt. Là trung tâm của đám đông, họ mang lại tiếng cười, niềm vui cho tập thể bằng khiếu hài hước, sự thân thiện của mình. Có năng khiếu ngôn ngữ, hướng ngoại và thích các hoạt động xã hội. Tuổi Ngựa ghét cảm giác bị bó buộc và rất thích đi du lịch. Tính cách hiếu thắng, đôi khi bốc đồng khiến Ngọ, đặc biệt là những người trẻ quyết định thiếu suy nghĩ. Chỉ có sự trải nghiệm, thời gian khiến họ chậm lại và sâu sắc hơn. Khả năng thích nghi cao là thuận lợi lớn nhất của tuổi Ngọ. Vì thế, với môi trường công việc thay đổi liên tục, bạn sẽ là một nhân viên xuất sắc. Tuy nhiên, điểm tiêu cực của tuổi Ngựa là chóng chán và thường có ý định chuyển việc trước cả khi cân nhắc những thiệt hơn. Trong cuộc sống, tình yêu là tất cả với tuổi Ngọ, ngoại trừ tự do thứ họ tôn thờ. Năm Nhâm Dần, Ngọ tiếp tục trở thành trung tâm của sự chú ý vì yêu thích giao tiếp. Việc gặp gỡ mọi người sẽ đem lại cho họ cơ hội mở rộng quan điểm và nhìn nhận vấn đề đa chiều. Những việc xảy ra đầu năm cho phép họ định hướng và lựa chọn kỹ lưỡng các kế hoạch hoạt động thay vì mất bình tĩnh và lao mình đến kiệt sức. Những tháng mùa xuân là thời gian tốt để thay đổi công việc, tìm nguồn thu nhập. Nửa cuối năm, tính khí họ bớt căng thẳng và trở nên vui vẻ, thoải mái hơn. Sự hài hòa và tương hợp với sao Thái Tuế tai xui cùng sự trợ giúp của sao may mắn sẽ giúp tài vận ở các khía cạnh càng được cải thiện. Phong thủy tuổi Ngọ và các yếu tố may mắn năm Nhâm Dần tài lộc. 5/5 sức khỏe, 5/5 sự nghiệp, 5/5 tình yêu, 4/5 con số may mắn, 1, 2, 3, 4, 8 màu may mắn, xanh, đỏ, trắng. Tháng thuận lợi, tháng 3, 5, 7 âm lịch tài lộc thoát khỏi ảnh hưởng của Thái Tuế. Tuổi Ngọ có một năm rực rỡ, tài sản tăng vọt. Tài vận ở các khía cạnh khác nhau đều được cải thiện với sự hỗ trợ của hai ngôi sao là Tương Tinh và Tam Thai. Thêm vào đó, họ nhận được sự hỗ trợ từ các vì sao tốt để đạt được điều bản thân mong muốn. Sự tác động của các vì sao xấu có thể khiến tâm trạng, cảm xúc tuổi Ngọ bị ảnh hưởng đôi chút năm nay. Do đó, đừng bỏ qua những tác động này. Cố gắng giữ tâm trí bình tĩnh, tránh để bị xáo trộn cảm xúc và tập trung làm việc chăm chỉ giúp tuổi Ngọ hoàn thành mọi việc như ý muốn. Bạn có thể đeo vòng tay đá mã não mặt tuổi Ngọ để giảm bớt ảnh hưởng của sao xấu và đem lại hạnh phúc, may mắn cho cả nhà. Vận may tài chính của tuổi Ngọ có xu hướng đi lên rõ rệt năm nay. Với người làm kinh doanh, sự hỗ trợ của sao Tương Tinh có thể mang lại nhiều may mắn. Người làm trong lĩnh vực nhân sự đạt được hiệu quả tốt trong công việc có thể được thăng chức tăng lương. Doanh nhân có thể xem xét thị trường nước ngoài để đầu tư, phát triển tiền đồ. Bạn nữ có thể đeo đá tỳ hưu màu vàng để giúp mang lại phong thủy tốt, tài lộc dồi dào. Nam đeo vòng tay đá tỳ hưu hoặc treo đá này trong xe ô tô để bảo vệ sức khỏe, an toàn khi lái xe. Sự nghiệp tuổi Ngọ được cải thiện trong năm nay, giúp họ có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Sao Thái âm chiếu mệnh mang lại cơ hội tốt để thăng chức tăng lương. Nên dành nhiều thời gian, tâm sức hơn cho công việc, bạn sẽ không chỉ được sếp đánh giá cao mà còn có chức vụ tốt. Mức lương ưng ý, nếu bạn muốn thay đổi công việc năm nay cũng rất thuận lợi. Tình yêu và hôn nhân năm nay bình thường trong địa hạt tình yêu, hôn nhân của bạn. Sự bận rộn có thể là lý do khiến tuổi Ngọ không đầu tư tâm huyết cho chuyện tình cảm. Người độc thân vẫn cứ một mình một ngựa. Người đã kết hôn hoặc đang trong mối quan hệ tình cảm thờ ơ hơn với gia đình, chỉ bận rộn vun vén sự nghiệp dẫn đến phàn nàn, trách móc từ đối tác, thậm chí xung đột trong quan hệ vợ chồng. Bạn nên đeo vòng tay thạch anh mặt tuổi mình để thu hút tình duyên tốt đẹp và giải quyết khủng hoảng tình yêu, hôn nhân năm nay. Sức khỏe thể chất tuổi Ngọ năm nay tốt, không gặp vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, sức khỏe tinh thần của họ không được hoàn hảo. Dưới sự tác động của các ngôi sao may mắn, tuổi Ngọ trở nên nghi ngờ nhiều hơn, nghĩ ngợi nhiều hơn.
bạn nên điều chỉnh, quản lý cảm xúc cá nhân, tham gia các hoạt động vui vẻ như cưới hỏi, tiệc tùng, để giải tỏa tâm tư, hạn chế tối đa đi đám ma, thăm người ốm đau. Bạn có thể đeo vòng tay xanh mã não mặt tuổi ngọ để giữ sức khỏe tốt. Tử vi các tuổi ngọ năm nhâm dần giáp ngọ 1954-2014, bạn sẽ gặp được người quan tâm, thấu hiểu mình. Biết đâu đó có thể trở thành người đồng hành với bạn trong những ngày tháng hiện tại, tương lai. Bính ngọ 1966, tâm trí bạn bận rộn với việc biến ý tưởng thành hành động. Nhờ thế, bạn có một năm sôi động. Mậu ngọ 1978, quan hệ đường dài, ví dụ với các đối tác nước ngoài, sẽ được ưu tiên. Đặc biệt trong lĩnh vực trao đổi thương mại. Thông qua đó, bạn gặp được người đồng chí hướng, lý tưởng. Canh ngọ 1990, năm nay mang lại cho bạn những sắc màu mới mẻ trong đời sống tình yêu. Đây cũng là năm bạn chú trọng phát triển bản thân và không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Nhâm ngọ 2002, bạn được tận hưởng tối đa tình yêu thương của gia đình, người thân. Có một năm tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Tài chính của tuổi ngọ năm nay tốt nhưng đừng quên tiết kiệm tiền cho những ngày khó khăn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.